tin được không? Tin được không? Mình đang có mặt ở Mỹ Đình nè. Đây là đường Lê Quang Đạo. Các bạn có thể nhìn thấy ở xung quanh. Và chúng ta hôm nay sẽ đi xem trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Philippines. Và để có được chiếc vé để vào xem lần này, thật sự là chúng ta cần phải cảm ơn một nhân vật đặc biệt, Honor. Cảm ơn Honor Việt Nam đã cho mình cơ hội để được đến xem trận đấu này, bởi vì cuộc đời mình không bao giờ nghĩ là mình có thể được đến xem một trận bóng đá có đội tuyển Việt Nam trực tiếp tại sân vận động Mỹ Đình. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời mình được xem và nó là một trận đấu cực kỳ quan trọng. Để chúng ta sẽ cùng đi tiếp nhá. Chúng mình hôm nay sẽ ngồi ở khán đài A và thực ra là mình không biết sơ đồ sân Mỹ Đình như nào, bởi vì mình trước đây toàn vào xem ca nhạc ở Mỹ Đình thôi, nên mình không quan tâm lắm đến chuyện là mình ngồi ở chỗ nào. Nên là lần đầu tiên mình phải xem là mình ngồi ở đâu. Và thấy bạn là khán đài A thì ngồi ở xa thì phải. Nhưng hình như vị trí cũng đẹp, để vé của mình là vé mời. Một lần nữa cảm ơn Honor. Các bạn tưởng là đến được đây là được vào sân thẳng á? Bạn nhầm rồi, bởi vì ở đây la liệt là hàng người xếp hàng để có thể được vào sân. Bởi vì chỉ riêng việc vào sân là khó khăn như thế này rồi. Bây giờ thì mình cũng sẽ vào hàng cho mọi người. Những người hâm mộ của đội tuyển Philippines vẫn đang được các cầu thủ phòng ngự cố thi đấu rất chắc chắn. Tuyển Việt Nam có thể thành công từ trận đến giờ. Mình đã vào được trong sân rồi nè. Thôi
Philippines đã có được một bàn thắng, nhưng mà thật ra thì như thế cũng được. Nói chung là bởi vì họ cũng không phải là một đối thủ dạng vừa, thế nên là họ có một bàn thắng ở những phút cuối cùng thì cho thấy là cái tinh thần của họ chiến đấu rất là tốt đấy, rất là hết mình. Mình thấy đấy, một trận đấu ở Philippines rất là hay, và đấy phải nói công bằng như thế, mặc dù chúng ta hay hơn, nhưng mà không thôi thì buổi giờ là Philippines cũng hay đi. Và danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu All Man of the Match chính là Nguyễn Quang Hải. Và mình đang cầm trên tay chính là quà tặng của Nguyễn Quang Hải số 19, một chiếc Honor 8X. Anh ấy sẽ nhận một cái này. Đây đây có cả cờ của Hàn Quốc nữa. Chạy ra cổng đi. Yeah, I've never experienced anything like it. I'm from the UK. I've been to football matches. This is something that will only ever happen in Vietnam. Don't ever do anything different. Sorry, we got it was great. We always knew Vietnam was going to win. Of course. They scored a goal. Two goals. Yeah, we won Vietnam, boy! Cùng với ông xã mình thì có xem thì cũng rất là tiếc trong một hiệp đầu không có bàn thắng. Nhưng mà rất vui khi mà có bàn thắng những cái phút cuối cùng làm cho trận đấu nó đúng rồi, em cũng thấy khí thế, và cả gia đình đã quyết định là vui này là phải đi chơi và làm ăn, là phải làm xong rồi hết trận đấu là chị ra đường. Đúng rồi, cả em bé rất vui khi được hòa mình với cả nước để rộn ràng cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Mình mong muốn trận lượt về thì đội tuyển Việt Nam chúng ta thắng Malaysia một cách toàn thắng và trả thù 4-0 năm 2014. We got the cheer for a goal. Yeah, thank you so much. We from Vietnam, love you. Yeah, thank you. Yeah, goodbye. Tất nhiên là sẽ hy vọng một cái chiến thắng rực rỡ nhất cho đất nước mình. Và chúng ta sẽ lại ra đường. Đúng rồi, sẽ ra đường. Rồi, no, Việt Nam vô địch. Việt Nam vô địch. Việt Nam vô địch. Cảm ơn.